Роскомздрав не запретит. Watermelon sugar, bàn tay của em múa cho mà xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh đang múa. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Mọi người đăng clip trên TikTok thì đừng bao giờ xóa, bởi vì clip của mọi người nha có thể được đề xuất bất cứ lúc nào. Như mình này, hôm qua nha mình đăng clip trên TikTok được 1 view, xong rồi mình đi ngủ, sáng mai thức dậy nha mọi người biết gì không? Mình được 2 view. Bèo hay vuông tròn là vượt người ta. Yêu anh là vượt của em. Nói ra người ta đâu hiểu. Yêu sao người ta đâu biết nên đừng. Suy nghĩ thật chi đau đầu. Simple. Mới thương nhau anh ấy nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dầu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Người đi qua nắng sóng gió, sao em không ngồi lại cùng chút bình yên? Làm mà lại cánh trên vai, theo anh đi tìm lại một phút yên bình. Mong rằng ngày em vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm. Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm phận thế giới và tan vào nhất em đêm tối. Bồ nhà nhố, chúc papi bồ nhà nhố. Bù này, bồ nhà nhố. Bồ nhà nhố, chúc papi bồ nhà nhố. Bồ nhà nhố, bồ nhà nhố. Tao ghét nhất là những cái đứa nào mở mồm ra cứ chê tao nùn. Dẫu biết rằng làm việc chê là việc của chúng mày, còn sống là việc của tao, chẳng quan tâm đâu, nhưng mà tao tức á. Biết sao tao nùn không? Lúc sinh ra bà mụ có hỏi tao rằng chọn não để phát triển hay chọn chân để phát triển, thì tao chọn não chứ tao không chọn chân nhá. Độ thông minh của con người được tính từ đỉnh đầu lên đến trời đấy. Không biết à? Lại còn ở đấy mà chê tao. Nữa là nhá, tao đẹp quá rồi, bây giờ mà chân dài nữa thì ai có cửa ở đây. Nùn nùn đáng yêu thôi, để cho trai nó còn hốt.